Này là gì? Tàu hủ kỳ hả mẹ? Ừ, tàu hủ Tàu hủ kỳ. kỳ này là món gì mẹ? Mẹ bó chả chay. Mẹ xé gì ra mẹ? Cái cọng bìa nó mà bị gì nó cứng. Mình phải xé riêng lại, mình ngâm riêng, mình trụng riêng. Chứ mình trong chung với cái này thì sợ cái này nó mềm thì cọng mềm thì cái mình nó bị bấy. Thành ra mình phải xé cái bìa ra. Là xé ra ngâm Bây riêng giờ chứ cứng. mình sẵn xài chứ không không có bỏ đúng không mẹ? Để Ừ. xào luôn. Lâu quá mình không có bánh tét có cái gì ăn hết à? Đúng Ăn thì rồi. giờ mua không à? Ăn đôi bánh tét có cái đồ ăn. Ê giờ làm bánh tét thịt ăn đi. Có bánh tét thịt đi. Chị làm bánh ở bánh ít Bá Trạng gì á là người ta làm là cuốn bằng thịt của chị. Không biết có Mấy nhân thịt mà riêng mấy có Bá đồ Trạng riêng, bà Bá Trạng là bánh lúc ba. Ê sao mình mẹ năm hỏi năm có mấy đồ mình có nghe bảo cũng không biết. Hả? Không có mấy đồ. Chừng ba đồ á, một ký mà không em lấy em làm hết 300 nhà mở bãi á, chiên một gói bánh tét thịt trong má mở bãi. Với bánh tét thịt ăn rất là ngon. Chiên già. Mà thấy nó cũng chắc cũng giống như của mình mà thêm thịt thêm củ đỏ thêm cả cái gì đâu gì đó củ sáng hay gì vậy đó cho nó ngọt ngọt như vậy chứ gì thì chắc đem xào rồi dắt chân lại mà ăn ngon lắm gì ha ta vừa gia vị vừa ăn nha mình nghĩ là mấy cái nhân thịt hồi đó giờ không ăn nên mình ăn như ngọt như ngấy thanh như dừa không à mình thấy chắc rồi ai vừa ăn ngon. Để Thảo nó nói mẹ mẹ mua bánh tét này ăn đó mẹ con nói đâu có trời ơi của bà bãi cho có cái chứ đâu có ăn nó ngon một giây không à Ủa gì ai hai? ấy không Sao à để lá úp lá lọc chi vậy hai? nó mặt Hả? bề mặt nó tháo ra dễ còn ở ngoài bề ngoài cũng là bề mặt bề bề trong cũng là bề mặt tháo gì ra? À lên cái chính đó đậu hả? chính chính á đây ra một một đây bên nè mặt bên trái bữa hổm cái bà đó bà xếp lá về chứ không có xếp lá như như gì hai ha bà làm vậy nè bà mình biết là sao không sao? Bà để về đặng bà cuốn cái này vô nè bà cuốn cho nó có cái như có cái sóng đặng mà bà sao dễ chị cuốn này đó trong này ừ. nè làm theo kiểu vật đó ừ. Đó bà làm vậy nè đó bà dọn á làm gì? Bà không có làm như của vậy ha, tao làm gì? Vậy làm cách nào nó sẽ lợi hơn? Cách nào cũng được. Cách nào ai muốn làm gì làm. Con biết sao không? Con bà con mẹ mẹ mày thì bà làm vậy nè, phải không? Mày chứ bà làm sao? Không, không như hồi nãy rồi đó, cái ruột như hồi nãy á. Vậy hả? Nãy nè. Vậy hả? Không phải. Bà làm vậy. Vậy đúng rồi vậy nè. Nó hai về lên ụp vô à đó là có phải về lên này vô phải tao nói vậy kẹo phải à đó vậy đó phải về thấy không của bà là vậy nè tập hai cái sống lưng vô đúng không của bà là dây sống lưng vô ủa giống như cách nãy gì hai chỉ vậy chị hai khác chị hai nằm nằm xuôi theo này nè ba nằm chị hai nằm dây rối vậy gì của dì hai như vậy á sắc phanh ra gỡ cái này từng miếng cực á còn của mẹ anh ta gỡ một vòng ta gói dễ hơn bà vui phá dễ gì đâu giống của bà giỏn đó ừ. Là bà giỏn thì đưa hai bà cái đầu ra còn chiều hai còn mẹ là hai ừ. Cái đầu nó vô ừ. Bà nào bà ngoại là tháo tháo nguyên nguyên một đòn dây giấy ra chứ không là chứ không là còn phanh chi vậy giống nhà nghèo nhà vậy nghèo sắp nhiều ăn nhiều không phải tháo hết cái này tao tháo ra ta để này bên đó đi lát giờ có thứ để nữa đấy để đi nguyên nữa cân thêm đồ nữa coi có thiếu không đâu, lấy lá nhỏ nè lấy lá nhỏ không đó thiếu đâu ba đòn là được hả đến con đi đâu nó bắt đầu trời còn này là để nguyên anh giữ mày xé này chứ bị gì hổm lấy cũng bận mà lấy từng mười mấy miếng để nguyên đi không trước không thôi tao cái lắc ngâm ngâm ta ngâm rồi nè ngâm nước nóng ngâm nước chấm rồi không muốn chưa lắc giúp ta vào Ủa mình ngâm nước sôi chứ mình không có nấu được nước sôi hả hai? Không, không con làm vậy nó nấu nước mày mấy nước sôi mà trụng nó nhiều khi nó rụt
Là sao? Bức ra ra là sao? Nó mềm á, dẻo. À mình xé xé mà nó ra ra được á, là được ra, đó, hả? Nó không có gạch lõi á. À. Phải thằng Phương mà nó bán. Tự nhiên nó ra là khỏi dắt. Ra gì hai? Ra nước á. À cái thay vì mình phải dắt cho ráo nước á hả? Bà nói chứ chị em đừng có sợ mặn, nó không có mặn. Bà làm vậy một lát nó ra nước mặt trời luôn. Lát bà giả lên về cho mình coi nè. Ra nước mặt trời. Bà nói khỏi dắt gì ráo. Nước nóng hả? Bà nói để muối vô là bắt đầu nó để muối vô dạo hồi đã ra nước hả? Ra nước. Hay quá ha. Còn cái vỏ này nó cũng vỏ. Còn cái chị Lệ là nó cũng dạy chị sao là chị nói là cái hồi mà mình trụng hồi nãy đó đang quỳ nói đâu là để muối vô đây nè cho nó cũng như nó lỡ mà nó bấy nó cũng không bấy nè. Là để muối vô trong nước. Muối vô nước. Lỡ nó bấy nó cũng không bấy. Mà bà nó đừng sợ mặn. Nó ra ráo rồi. Sợ mặn. Cắt kỹ lắm. Cái gì mà tụi em nói cái gì cũng có kiếm bà hai còn hỏi bà hai cứ chi nó hỏi tao mới đừng nói nữa mày cất kỹ mà chi không biết chứ ông ấy để nó xài từ tùm lum giờ không biết đâu mà xài nó bỏ tùm lum làm hai cái được không cái nữa đi. Cái chuyện trọng rồi lấy tay bóp á. Ta sắc cho đều. Cái này thấy ít quá chừng. Hai đòn đi không, giờ bó ba đòn nó nhỏ. Bó đòn nhỏ, ờ. Ba đòn được chứ, còn kia nữa mà. Ta để muỗng đường, hai muỗng đường la lên. Khỏi, phải nói là phải nói bỏ gì khỏi cần mấy muỗng. Phải nói là bỏ đường, bỏ muối, bột ngọt vô. Trộn ngày trước đi. Giờ bà đâu biết là nó là bao nhiêu ký đậu hũ đâu. Thôi các bạn tự thông cảm, tự xử. Rồi mình ăn lén trong đó hết, mua ký về mà mình ăn lén hết trong đó. Không biết nhiều. Ủa nhà gì hai có củi ha? Củi ở đâu vậy? Chở lên hả? Ém cho nó chặt xuống thôi nó bị rỗng ha. Ừ, lỗ nó phù ra.
làm sao nó không vuông bốn góc là nó lý do làm sao nó không vuông nè, mình bẻ con bẻ con nhắm chừng cái lưng đó không chừng nó vuông chỗ này nó nhỉ hai cái mốt nhỉ canh nó ngang mình bẻ nó mới vô góc không? Nó mới vô góc, mình con bẻ xuống một đây. Rách rồi á. Nó bẻ xuống đây. Góc này nó mình ép lên mà ép lên. À rồi rồi, con hiểu rồi. Bỏ rồi. Vậy nó mới vô góc chứ mới vô chứ mày mỗi kia nó cũng mày thì mày tấp vậy là nó không có vô, thấy không? Rồi vậy cái để nó đập bắt đầu lên. Một lát cái này cũng phải canh ngay cái góc này đó mình đẻ chứ không phải trật lắm. Cái đầu này nè, nó dư mình xé nó mới đẹp. Còn mình không xé mình để nó phù, nó xấu. Cái gì hay lăn kìa chán tròn vậy nên mua nít gì đó tép nít nghe nghe lên chuối được còn có cái cọt mà thắt sao ta làm được quá cọt cọt mà để người ta tiền mối thì tiền nô sao thì làm không được cái dễ ạt mà sao làm được thắt làm sao cọt á cọt mối á để nó tay vô mà làm sao mà giật dần hay quá có kinh nghiệm quá bánh tét mấy chục năm mà vẫn làm không được hả? Ừ. Vì hai toàn là đâu có gì hay đâu có gì hay toàn là bịch đầu vậy xong thải ra ai làm mà mới không à ta đâu có người ta chỉ người ta chỉ làm công đoạn một công đoạn hai không có làm bỏ vậy mới mốt đúng không đi làm công chuyện là người ta phải làm hết tất cả các chuyện mà sao mà để nó tay sao mà vậy sao mà như tao đó là tao cọt không tao đâu có đi gói ấy đâu còn sao mày làm sao mấy cậu làm sao mà vậy để nó tay vô làm sao mà ngoài vì hai cọc đó nó xỏ lòn chứ chứ người ta không có ấy người ta không làm được tao nói mối rồi nhưng mà con làm gì hay vậy nó sẽ bị lỏng trở lại con mình luôn không ta không có luôn mình móc vô con về là con để vô nè người ta không có luôn vậy người ta móc vô cái ngón tay người ta lấy ra nè phải không còn mình là mình phải mặc cái lòn còn ta không có bỏ vô vậy hôm nào thấy cô chị qua làm vậy cũng nhanh lắm nhanh là mình phải xỏ còn người ta không có xỏ
mình thấy rõ như vậy nè, còn ta không rõ, móc vô người ta lấy lên nè. Đi ăn chay mà. Để bao lâu mẹ? Để khoảng 4-5 tiếng. Nó nguội, nó dẻ rồi, rồi sắc ăn ngon. Nó sẽ dẻ lại nữa, nó đúng không? Lại. Giờ là nó cũng như ở bên trong nó mềm, nó nóng đó, đúng không? Nó còn mềm, ăn chưa ngon.